Wow, tổ này cao quá mọi người. Rất là bự luôn. À, mọi người thấy không? Những cái lá to đùng luôn. Như là một ổ bịt bịt đấy mọi người. Mình kiểm tra xem có gì trong không. Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhật Ký Nông Dân của mình. Lần đầu tiên thì mình chúc mọi người sẽ có những phút giây thư giãn khi xem video của mình nha. Và như tiêu đề thì hôm nay mình sẽ đi xem ở trong vườn tiêu của mình có tổ gì không nha mọi người. Hôm trước thì mình đã quay ở trong vườn cà phê ở nhà mình, có rất nhiều tổ chim luôn đấy mọi người. Còn hôm nay mình sẽ đi xem có tổ chim hay là tổ ong gì ở trong vườn tiêu không nha mọi người. Đó. Mình đang ở trong vườn tiêu mọi người. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng đi xem có tổ gì không nha mọi người. Mùa này là mùa khô cho nên cây cối vẫn đang sơ sát lắm mọi người. Đáng lẽ là như các năm trước là giờ là đến mùa mưa rồi đấy mọi người. Mà năm nay vẫn chưa thấy mưa. Wow. Trên những cái ngọn cây như thế này là rất là dễ có luôn đấy mọi người. Ha ha ha. Hình như trên này có một đồ mọi người. Một đồ ong rồi. Khá là cao luôn đấy mọi người. Đó. Chân tít trên kia kìa. Ổ này cũng khá. Ổ này cũng không to lắm đâu mọi người. Ok, bây giờ thì mình sẽ quay lại gần tổ hơn nhé. Một đồ ong rồi nha mọi người. Ổ này cũng khá là nhỏ thôi mọi người. Nhỏ hơn những cái ổ hồi trước mình bắt. Đấy, còn khá là đầy luôn. Mùa này thì chắc là vẫn có mật đấy mọi người. Cũng khá là sung đấy. Và em đã bắt đầu bay ra rồi. Để mình xem có mật không nha mọi người. Wow. Mật vẫn còn rất là nhiều đúng không ạ? Nhưng mà chắc là mình sẽ không bắt được tại ổ nó đang nhỏ quá. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi xuống và kiểm tra xem còn ổ nào nữa không nhé mọi người. Đấy, thế là được một ổ đấy. Bây giờ thì mình sẽ đi kiếm tiếp xem có không nhé mọi người. Trên này hình như có một đồ này mọi người. Mới thấy ở đâu kia xong. Ha ha, trên này có một tổ nữa nha mọi người. Cách ổ đó không xa đâu mọi người. Cách ổ đấy chắc chưa đến 10 mét đâu. Đó. Đó. Ở chân tít trên kia nha mọi người. Cao lắm, chắc phải 6-7 mét cơ. Thì mình sẽ lên xem tổ của tụi nó nha. Wow, ổ này trúng thế. Chưa leo tới nơi mà tụi nó đã ra rồi nè mọi người. Úi trời ơi. Đang sâu xé cái máy quay mọi người. Loại này nhỏ nhưng mà rất là sung nha mọi người. Cũng tùy ổ nữa. Có ổ thì nó không cắn đâu. Nhưng có ổ thì như ổ này thôi chứ. Mình leo lên thì đúng là thịt luôn. Wow, hôm nay thì mật nhiều lắm mọi người ơi.
Ui thôi xong rồi. Đè bét cái máy quay luôn. Rất là xinh luôn. Mình cách xa của nó mà nó cũng dí theo như thế này. Ở đây thì được rất nhiều mật rồi. Ảnh gì mà xung chứ, mật nhiều lắm, nó mới xung rồi. Chúng ta xung luôn. Đây để quay sát lại được nhé. Không quay nổi rồi. Nó bù đông quá. Mình lại chắc nó bù đập cái máy quay luôn. Không thấy gì nữa. Đó đây đây. Mình đi cách xa được gọi rồi. Nó vẫn gì theo được nhiều luôn. Rất là xuống. Đồng. Nhỏ nhỏ mà rất là sung luôn nha mọi người. Nó cắn cho muốn te tua cái máy quay luôn rồi. Rất là sung luôn. Đây có con gì nữa mọi người. Một em kỳ nhông nha mọi người. Mùa này kỳ nhông nhiều lắm mọi người. Mùa này là mùa ve, cho nên tụi kỳ nhông rất là nhiều. Một cái kỳ nhông. Cái này không biết có mét. À, trên này có một ổ này mọi người. Nhưng mà ổ này nó bỏ đi rồi nha mọi người. Còn một cái sáp không à? À, để mình quay xem cái sáp nó còn gì không nha mọi người. Wow. Còn mỗi sáp không mọi người. Nó cũng bị con chim nó mổ cho te tua rồi này. Cái phần mật được trên ong này là mật nó nằm ở phía đường trên nha mọi người. Nó nằm ở phía đằng trên cái chỗ cái cành. Nhưng mà cũng bị con gì nó lụm hết rồi. Ổ này chắc bỏ đi lâu rồi mà không thấy con nào lại. Nhộng gì cũng bị sơi hết rồi. Chắc bọn chim lại hưởng sai rồi. Tổ đấy bị con gì nó ăn hết mật rồi mọi người. Chắc nó bỏ đi cũng lâu rồi. Nên là bị bọn chim nó ăn hết mật. Cái thang hôm bữa mình cắt cành vẫn còn để ở đây này. Wow, trên này có tổ chim hay tổ gì mọi người. Trong vườn này cũng rất là nhiều chim nha mọi người. Đấy, ha ha. Có một tổ chim nha mọi người. Không biết là chim gì đâu. Ồ, trên tút lút trên kia kìa. Wow. Không biết tổ gì đấy nữa. Nhưng mà hình như không có gì mọi người. Hình như đây là một tổ chim ri hay chim sẻ chứ. Tha cỏ có bông hoa như thế này là thường là chim ri không, chim sẻ nha mọi người. Đấy. Mà hình như không có cái gì. Chắc cổ này bỏ đi rồi. Trên cái cây rừng này cũng có một ổ này mọi người. Đấy, cái cây này nó không ở trong vườn nha mọi người. Ở phía ngoài đường ấy. Ồ. Cũng có một ổ mà nó cũng đi hết rồi mọi người. Còn có một chút xíu ở trên kìa. Mình leo lên quay luôn. Tổ này thì còn có mấy con mọi người ạ. Nó vẫn còn chưa đi hết. Vẫn còn sung đấy. Nhưng rất tiếc là con số chắc chỉ đếm trên đến chưa đến 100 đâu mọi người. Đi hết à. Ổ này nó mới làm à. Nó mới làm có nhỏ nhỏ xíu xíu mà nó cũng bỏ đi luôn rồi.
Ong này là ong mật cho mọi người. Nãy giờ gặp mấy ổ ong toàn bỏ đi hết mọi người. Mới được có hai ổ là còn thôi, còn nữa hai ổ là bỏ đi rồi. Về một ổ chim không có con gì cả. Trên này hình như có tổ chim đấy mọi người. Ở trên cao cao lên kìa, không biết ổ này có con gì không này. Rồi, có một trứng nha mọi người. Trứng này là hình như là trứng trào màu đấy mọi người. Trào màu đít vàng hay sao? Bởi vì mình đi làm cũng hay thấy tụi đít vàng nó hot đấy mọi người. Đấy, mới được có một trứng này. Vẫn còn ngon hơn ổ kia. Kia còn này không có cái gì luôn. Đấy, một ổ trào màu. À, hình như mấy con mạ nó đang kêu đấy mọi người. Mùa này là đúng là mùa chim với mùa ong luôn. Rất là nhiều. Rồi, trên này có một ổ nữa này. Một ổ ong nha mọi người. Cao lắm. Nó toàn là làm ở trên mấy cái chỗ cao cao này không à. Đó, trên tít trên kia kìa. Wow, đầu này hình như có tổ gì luôn này mọi người. Hả, à, đầu kia. Có tổ gì to lắm mọi người. À, mình sẽ quay cái ổ ong này trước đi. Rồi tí nữa mình sẽ quay cái ổ tổ chim to kia cho mọi người. Cái ổ này nó làm ở trong sâu đó mọi người. Nó làm ở trong cái ngách luôn đấy. Rút vào rất là khó. Chắc là chỉ nhìn được ngoài thôi mọi người, chứ không vào được trong rồi. Nó nằm giữa mấy cái bụi như thế này thôi. Không vào được rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ qua cái ổ bên cây kia xem nhé mọi người. Wow, tổ này cao quá mọi người. Rất là bự luôn. Rồi, mọi người thấy không? Những cái lá to đùng luôn. Như là một ổ bịp bịp đấy mọi người. Mình kiểm tra xem có gì trong không. Rất là vớ luôn mọi người. Để mình khép cái bọng nhỏ để xem nào. Wow, hình như có trứng mọi người. Wow. Nó có trứng mọi người. 1, 2, 3 quả trứng luôn nha mọi người. Đây chắc là tổ bìm bịp rồi mọi người ạ. Tổ to như thế này thì chắc là bìm bịp rồi. Lại hôm bữa mình thấy có rất là nhiều chim bìm bịp ở trong vườn mình luôn. Đó, mọi người thấy không? 3 quả trứng to đùng luôn mọi người. Chắc nó vẫn đang ấp. Ồ, rất là to luôn. Cao nữa chứ. Rất là cao luôn. Đó, mọi người thấy không? Đây là vườn tiêu nha mọi người. Vườn tiêu ở trong dãy của mình. Hôm trước mình bắt là ở trong vườn cà phê mọi người. Cà phê với điều. Còn đây chỉ có tiêu không mọi người. Ok, video của mình chắc sẽ kết thúc ở đây thôi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video rất là nhiều. Hẹn mọi người ở những video sau nha. Chào tạm biệt mọi người nha.